Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 8. Chương 71. Rừng Táng Thiên. Lão Yên giống một câu, xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Đại vừa dãy dụa vừa nói là mình chỉ muốn đến gần nhìn kỹ hơn một chút. Nhưng ai biết nhánh cây lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, ngay lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhánh cây trói lại. Chịu đựng! Manh Hiệp hét lớn một câu, sau đó rút một thanh loan đao sáng loáng từ phía sau ra rồi chuẩn bị trèo lên. Nhưng cuối cùng lại bị Lão Yên kéo lại nói, chúng ta còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cho nên cậu đừng gây thêm rắc rối. Mọi người nhìn nơi này đi. Rắn độc vẫn luôn im lặng đứng ở bên cạnh quan sát, lúc này lại đột nhiên hét lên. Chúng tôi vội vàng nhìn sang và thấy chỗ của anh ta đang chỉ có một đống xương vỡ nhỏ, rất trắng. Tôi ngồi xổm xuống chuẩn bị cầm lên nhìn nhưng kết quả là vừa chạm vào đống xương vỡ thì nó đã biến thành tro tàn. Khi nhìn sang bên cạnh thì thấy dạng tro tàn này cũng không ít. Lấy cây cỏ làm nước, lấy thịt làm thức ăn. Lão Yên nhắc tới một câu như thế nên tôi vội hỏi ông ấy có ý gì. Ông ấy liếc nhìn đám người Ngô Đại một cái rồi lộ ra vẻ mặt lo lắng nói, các cậu đã từng nghe nói đến rừng Táng Thiên chưa? Rừng Táng Thiên. Tôi và rắn độc nhìn nhau, đều nhìn thấy sự mờ mịt ở trong mắt của đối phương, nhưng chỉ nghe thấy cái tên thôi cũng biết đây không phải là thứ tốt lành gì. Nhưng Manh Hiệp lại hít sâu một hơi, thân sắc không còn vẻ lạnh nhạt nữa mà lộ ra vẻ có chút nôn nóng hỏi là tại sao mình lại gặp phải cái thứ quỷ quái như vậy. Chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn đám người Ngô Đại bị mạnh mẽ ăn thành huyết khô lâu sao? Trường An, chuẩn bị lửa. Manh Hiệp, dùng máu của cậu. Rắn độc, A Hắc, các người dùng dao chặt thân cây, chú ý đừng để bị cuốn lấy. Lão Yên nhanh chóng đưa ra mấy mệnh lệnh, chỉ là vẫn không giải thích rừng Táng Thiên là gì. Tôi cũng biết bây giờ cứu người mới quan trọng nên cũng vội vàng lấy ra một chiếc bật lửa từ trong túi. Sau đó lấy một ít cây khô chất thành đống ngay tại chỗ. Lão Yên nhìn thoáng qua một cái rồi nói chưa đủ, để tôi lại tiếp tục trồng cây khô lên đống đó. Lão Yên, nhanh lên, Tiểu Tam sắp không xong rồi. Ngô Đại lo lắng hét lên một tiếng, mà tôi cũng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó chỉ thấy sắc mặt của Ngô Tam đang bị trói đã trở thành màu đỏ tím, mắt thấy chỉ có thể hít vào mà không thở ra được. Ngô Nhị ở một bên cách Ngô Tam không xa đang chật vật giúp Ngô Tam kéo cành cây ra khỏi người, nhưng ngay cả bản thân anh ta cũng đang bị quấn lấy, cho nên hoàn toàn không dùng được bao nhiêu sức lực. Cũng may là thân thủ của rắn độc và A Hắc rất tốt, họ di chuyển linh hoạt giữa các cành cây và thỉnh thoảng lại chém xuống một dao vào thân cây. Mà mỗi khi bọn họ chém xuống cành cây thì cường độ rung chuyển của cây lớn kia lại càng lớn, còn những cành cây đang quấn lấy cơ thể của bọn người Ngô Đại cũng vì thế mà buông lỏng một chút. Trong lúc tôi vẫn còn tiếp tục nhìn chằm chằm thì nghe thấy Lão Yên quát tháo một tiếng, thằng nhóc, cậu còn nhìn cái gì thế? Còn không mau chuẩn bị đi. Tôi bị ông ấy giống như vậy thì cũng im lặng, tốc độ nhặt cây khô cũng nhanh hơn rất nhiều. Trong khi Manh Hiệp ở bên kia đã cắt cổ tay mình với vẻ mặt vô cảm, máu chảy vào chiếc bình sứ lớn do Lão Yên chuẩn bị như thể không cần tiền vậy. Khi tôi chất cây khô cao tới nửa người, Lão Yên xua tay ra hiệu đủ rồi, sau đó hét lên một tiếng ra lệnh cho đám người rắn độc lui trở về. Tiếp theo thấy ông ấy lấy nửa bình máu đó mà đổ thẳng lên cây khô rồi bảo tôi châm lửa. Lão Yên, ông định thiêu chết nhóm chúng tôi sao? Ngô Đại lo lắng nói. Nhưng Lão Yên lại không để ý đến, chỉ bảo tôi nhanh chóng hành động, mà tôi cũng biết ông ấy sẽ không làm hại mọi người nên nhanh chóng đốt cây khô. Những cây khô này không có hơi ẩm, ngọn lửa gần như bùng lên dữ dội ngay khi tôi châm lửa. Sau đó tôi nhìn thấy máu của Manh Hiệp biến thành làn sương mù ở trong ngọn lửa và lao về phía cành cây của gốc cây lớn kia. Mặc dù tôi không biết ở trong máu của anh ta có những thành phần đặc biệt gì, nhưng sau khi những cành cây kia đụng vào làn sương mù kia xong thì những cành cây kia cư nhiên từ từ thả lỏng ra, mãi cho đến khi sương mù tản xong, đám người Ngô Đại cũng rầm rầm rơi xuống. Lão Yên vội vàng kêu chúng tôi đỡ bọn họ dậy rồi nhanh chóng rút lui về một khoảng cách an toàn. Ngô Đại và Ngô Nhị còn tốt, chỉ là bị ghìm mà cảm thấy đau nhức, sau khi ở một bên ho kịch liệt một hồi thì từ từ hồi phục lại. Chỉ là tình trạng của Ngô Tam không được tốt cho lắm, hiện đang nằm ở trên mặt đất chỉ có khí tiến vào chứ không có khí thở ra.
làm sao bây giờ? Ngô Đại lo lắng hỏi. Lão Yên ấn vào phần bụng của Ngô Tam, sau đó lắc đầu rồi lộ ra vẻ mặt u ám nói, tổn thương nội tạng, sợ là không sống nổi. Sắc mặt của Ngô Đại và Ngô Nhị lập tức trở nên xám xịt, hai người nhìn chằm chằm vào Ngô Tam hồi lâu, đều nói không ra lời. Lão Yên nói không sai, Ngô Tam nằm được một lúc thì bắt đầu ho khan, chỉ là anh ta vừa ho vừa hộc ra máu, chẳng bao lâu sau liền tắt thở, mềm nhũn ngã sang một bên. Tất cả mọi người đều rơi vào im lặng, Ngô Đại và Ngô Nhị cứ đứng nhìn như thế, sắc mặt cũng lộ ra rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh lại càng khiến người ta cảm thấy bi thương. Trong lòng của tôi cũng dâng lên sự cảm thông mà nhìn về phía bọn họ, nhưng tôi lại có chút không thể chịu nổi bầu không khí này nên trực tiếp quay người bước qua một bên. Chương 72, đi tiếp. Giáo sư Dư, nhưng khi tôi quay người lại, chỉ thấy Dư Thành Trạch đang đứng dưới gốc cây lớn nhìn về phía chúng tôi với vẻ mặt khó hiểu. Vừa rồi là do tình huống rất khẩn cấp nên không ai trong chúng tôi chú ý đến hành động của ông ta. Tôi còn tưởng ông ta cũng giống như chúng tôi thối lui đến một khoảng cách an toàn, nhưng lại không ngờ ông ta vẫn luôn đứng ở dưới gốc cây lớn kia. Khi ông ta nhìn thấy tôi nhìn ông ta, thần sắc của ông ta đã khôi, phục sự lạnh nhạt, sau đó gật nhẹ đầu với tôi một cái rồi quay người tiếp tục lên đường. Tôi không biết ông ta làm vậy là có ý gì nên đã gọi Lão Yên một tiếng. Lão Yên nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dư Thành Trạch, âm trầm nói, nhất định là ông ta giở trò quỷ. Có ý gì? Manh Hiệp hỏi một câu. Lão Yên cũng không giấu giếm mọi người, kể lại những gì mình nhìn thấy lúc sáng. Ngô Đại nghe xong thì đấm một đấm xuống đất, nói là do anh ta làm liên lụy đến Ngô Tam. Không liên quan gì tới cậu. Lão Yên chậm rãi đứng dậy, sắc mặt khi nhìn về phía bóng lưng Dư Thành Trạch cũng không ngừng biến đổi. Một lúc lâu sau ông ấy mới nói thêm một câu, theo sau. Lão Yên, Manh Hiệp gọi. Lão Yên liếc anh ta một cái, thản nhiên nói, nhiệm vụ của các cậu đã hoàn thành, có thể quay trở về bất cứ lúc nào, nhưng tôi nhất định phải đi nhìn cho rõ chân tướng đằng sau cổ quốc Trường Dạ. Manh Hiệp quay đầu hỏi thăm ý kiến của nhóm Ngô Đại, nhưng thứ khiến tôi không ngờ đến chính là bọn họ vậy mà lại thực sự đồng ý với cách làm của Lão Yên. Ngô Đại ôm lấy thi thể của Ngô Tam nói, đi thôi. Manh Hiệp thấy bọn họ đồng ý thì cũng không nói gì thêm, đi theo Lão Yên tiến về phía trước. Lộ trình phía sau cây lớn kia cũng không xa, đi bộ không đến nửa giờ đã ra khỏi rừng rậm, Ngô Đại tìm một chỗ chôn Ngô Tam, sau đó không nói một lời, đi theo phía sau. Lúc này tôi mới có thời gian hỏi Lão Yên rừng Táng Thiên là gì. Lão Yên quay đầu nhìn thoáng qua khu rừng rồi chậm rãi giải thích, rừng Táng Thiên này ám chỉ một khu rừng. Nhưng trong đó chỉ có một gốc cây có thể sống sót, cái cây này lại có khả năng hút hết nước của những cây khác. Theo sự thụ linh của cái cây này tăng lên, phạm vi hấp thụ hơi nước của nó sẽ trở nên càng rộng hơn và hạt giống của nó sẽ tỏa ra mùi thơm, từ đó thu hút các động vật ở xung quanh. Sau đó nuốt chửng chúng. Nói xong, ông ấy lộ ra dáng vẻ có chút buồn bã nói nếu bản thân có phản ứng sớm một chút, có thể Ngô Tam sẽ không xảy ra chuyện. Tôi lắc đầu nói, chuyện này xảy ra quá đột ngột, không ai ngờ trước được, Lão Yên, lần sau chúng ta phải chú ý hơn. Dư Thành Trạch rất quen thuộc nơi này, tiếp theo chúng ta không thể chạy loạn theo ông ta được. Lão Yên buồn bực ừ một tiếng, hiển nhiên là đang cảm thấy canh cánh trong lòng vì sơ suất của bản thân, từ đó dẫn đến chuyện Ngô Tam mất mạng. Nhưng mấy ngày kế tiếp là yên tĩnh lạ thường, tôi phát hiện lộ trình mà Dư Thành Trạch đi vậy mà cũng dần dần khớp với lộ trình trên bản đồ của Lão Yên. Không khỏi thắc mắc ông ta rốt cuộc muốn làm gì. Hôm nay, bởi vì nhiệt độ quá cao, ban ngày chúng tôi không có cách nào đi đường nên chúng tôi đã tìm một chỗ nghỉ ngơi phía sau một sườn núi và chuẩn bị chờ đến lúc chạng vạng tối lại lên đường. Lão Yên cầm bản đồ không biết đang nghiên cứu cái gì, Dư Thành Trạch ở một bên cũng trốn ở trong góc, trong tay cầm một quyển bút ký yên lặng vẽ ra những hoa văn kỳ lạ, khiến cho bầu không khí trở nên có chút nặng nề. Không thể không nói, kể từ khi Ngô Tam chết, bầu không khí vẫn luôn rất nặng nề và ngột ngạt. Mỗi ngày ngoại trừ lúc đi đường và những cuộc trò chuyện cần thiết ra thì hầu như không có ai nói gì. Dư Thành Trạch lại trông có vẻ rất hài lòng với tình trạng như vậy, bởi vì trên khuôn mặt vô cảm thường ngày của ông ta vậy mà lại hiện lên nụ cười. Còn bao lâu? Cuối cùng, Lão Yên là người phá vỡ sự im lặng, quay đầu hỏi Dư Thành Trạch đang đứng ở trong một góc. Dư Thành Trạch chỉ vào bản đồ ở trong tay Lão Yên nói, chẳng lẽ ông nhìn không ra à? Lão Yên gấp bản đồ lại, thản nhiên nói, bản đồ này không chính xác.
Cái hố lớn năm đó không hiểu sao lại ẩn xuống đất lần nữa, cho nên bản đồ ở trước mắt này chỉ là suy đoán của chúng tôi thôi. Nhưng giáo sư Dư ông thì khác, bởi vì ông là người đã trốn ra từ nơi đó, dù sao cũng sẽ biết nhiều hơn một chút đúng không? Tôi cảm thấy thái độ của lão Yên có chút kỳ lạ, giống như ông ấy thực sự coi Dư Thành Trạch là đồng bạn, trong giọng nói cũng không có sự tức giận nào. Dư Thành Trạch cũng cảm thấy kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào lão Yên hồi lâu rồi mới nói, lúc đó tôi giống như một con ruồi không đầu chạy loạn ở trong sa mạc. Có thể giữ được cái mạng này đã là vạn hạnh rồi, làm sao còn nhớ rõ được tuyến đường lúc đó chứ? Khi thái độ của lão Yên thay đổi, thái độ của Dư Thành Trạch cũng thay đổi. Đây cũng là câu dài nhất mà ông ta đã nói kể từ lúc tôi gặp được ông ta cho tới nay. Trong giọng điệu còn mang theo sự bất đắc dĩ, giống như một người thật vất vả lắm mới có thể trở về từ cõi chết. Lão Yên nghe vậy cư nhiên cũng tán thành, nói cũng đúng, vậy chúng ta cũng nên bàn bạc với nhau xem tiếp theo nên đi tuyến đường nào nhỉ. Lúc này tôi thế mới biết được mục đích của lão Yên, nếu Dư Thành Trạch nói chính mình nhớ rõ lộ trình. Vậy thì lão Yên nhất định sẽ còn hỏi một số vấn đề liên quan đến chuyện của cổ quốc Trường Dạ, đến lúc đó Dư Thành Trạch cũng không tiện từ chối không nói. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 73, Vùng đất chết. Nếu như ông ta không nhớ rõ thì vừa vặn, tuyến đường này ông ta đã không thể quyết định một mình được nữa. Sắc mặt của Dư Thành Trạch tối sầm lại, sau đó gật nhẹ đầu, xem như đồng ý. Về sau lão Yên đã tụ hợp cùng một chỗ với ông ta để nghiên cứu bản đồ một lúc lâu, cuối cùng quyết định tuyến đường tiếp theo phải đi. Nhưng sau khi đạt được mục tiêu, sắc mặt của lão Yên cũng không khá hơn là bao, mà điều này cũng khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Vì vậy, sau khi đối phương rời khỏi Dư Thành Trạch, tôi đã đến gần và hỏi ông ấy có phải tuyến đường đã định có vấn đề không. Nhưng ông ấy lại lắc đầu không nói gì, chỉ đưa bản đồ cho tôi và chỉ vào một con đường ở trong đó để tôi tự nhìn. Tôi cầm lấy bản đồ nghiên cứu hồi lâu, sau đó so sánh tuyến đường ở trên bản đồ và lộ trình trong hiện thực với nhau, cuối cùng lộ ra vẻ không dám tin mà nhìn về phía lão Yên, ông đây là muốn mọi người đi chịu chết à? Mặc dù tôi không biết trên con đường này đến tột cùng là có cái gì, nhưng nếu như nói trước đây nơi mà chúng tôi đã đi qua là một vùng đất không người thì nơi tiếp theo chúng tôi phải đi chính là vùng đất chết. Có lẽ vẫn có người sống sót đi ra khỏi vùng đất không người, nhưng cho đến nay tôi chưa từng nghe nói đến ai có thể đi ra từ vùng đất chết. Thấy lão Yên im lặng không nói lời nào, giọng điệu của tôi cũng trở nên dữ tợn hơn, năm đó không quân cũng không có khả năng chọn vùng đất chết làm sân tập bắn, đúng không? Đúng vậy, nơi không quân chọn làm sân tập bắn đúng là ở vùng đất không người này, thế nhưng là... Nói đến đây thì ông ấy dừng một chút, giống như không biết phải diễn đạt thế nào mới đúng. Cuối cùng mới chậm rãi nói ra một câu, thế nhưng, nếu chúng ta muốn đến đó thì ít nhất phải đi một vòng qua vùng đất chết này. Tôi hỏi ông ta vì sao, sau đó chỉ thấy ông ấy vẽ một đường lên bản đồ, hiện giờ cậu nhìn ra chưa? Tôi cau mày, nét vẽ của ông ấy gần như vẽ ra toàn bộ tuyến đường mà chúng tôi đã đi trước đó. Sau đó, tôi đã phát hiện ra một vấn đề, mặc dù chúng tôi nhìn như vẫn đang tiến về phía trước, nhưng bởi vì gặp phải nguy hiểm, cho nên nhiều khi lộ trình đã hơi chệch hướng. Bây giờ, lộ trình thực tế mà chúng tôi đang đi đã thực sự ẩn ẩn tạo thành một bức hình không hoàn chỉnh, một nửa hình bầu dục. Bởi vì chỉ thiếu một mảnh, cho nên tôi nhìn ra được hình đó là gì, nhưng nếu tăng thêm tuyến đường mà lão Yên đã định xuống thì hình này sẽ được ghép thành một hình bầu dục hoàn chỉnh. Cậu nhìn lại sân tập bắn của không quân đi. Lão Yên chỉ tay lần nữa, mà lúc này tôi mới nhận ra nơi đó thực chất là một điểm trên hình bầu dục. Tôi vẫn không thể đồng ý, vậy tại sao chúng ta không đi từ phía bên kia? Một bên của hình bầu dục này phải đi qua vùng đất chết, còn bên còn lại là vùng đất không người ít nguy hiểm hơn. Lão Yên chỉ vào bên kia của vùng đất không người nói, những người mà tôi cử đi trước đó, bao gồm cả những đội ngũ đến tìm kiếm đoàn khảo sát chung. Nhật vào 5 năm trước đều đã đi qua khu vực này, nhưng kết cục của bọn họ là gì hẳn cậu cũng biết. Tất nhiên tôi biết, nếu dựa theo lời của Lão Yên mặc dù đội ngũ đi tìm kiếm đội khảo sát chung Nhật toàn quân không bị diệt, nhưng cũng bị thiệt hại không ít. Còn về phần những người mà Lão Yên đã cử đi trước đó càng không có một ai trong số họ trở về. Cho nên, tôi nghĩ việc đi qua vùng đất chết này sẽ có một tia hy vọng sống hơn. Lão Yên nói, trước đây tôi luôn yêu cầu bọn họ tránh xa vùng đất chết,
bởi vì không ai biết bên trong đó có gì, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Tôi không nói gì, bởi vì tôi biết ông ấy cũng đang đánh cược. Mặc dù đã bị thiệt hại rất nhiều người ở bên trong vùng đất không người này, nhưng điều đó cũng không chứng minh được sự an toàn của vùng đất chết, sự hung hiểm ở trong sa mạc cho tới bây giờ đều không phải tương đối. Nhưng ông ấy nói cũng không sai, dù sao cũng đã thiệt hại nhiều người ở trong vùng đất không người, còn không bằng thử đi qua vùng đất chết, có lẽ có thể có chút khác biệt. Vậy cũng chỉ có thể thử xem. Tôi trả lại bản đồ cho ông ấy, khi nhìn thấy ông ấy đi đến chỗ của Manh Hiệp và giải thích lộ trình cho anh ta, trong lòng tôi cũng theo đó mà cảm thấy nặng trĩu. Nhưng đám người Manh Hiệp rõ ràng không giống với tôi, ngay khi nghe tin mình sắp phải đi qua vùng đất chết thì ngay cả con mắt cũng không chớp lấy một cái. Lúc chạng vạng tối, cái nóng cuối cùng cũng giảm đi một chút, nên chúng tôi đã thu dọn đồ đạc và lên đường. Nơi chúng tôi đang ở lúc này cách vùng đất chết khoảng 3-4 ngày đường, Lão Yên nói gần đó hẳn là có một ốc đảo, chúng tôi sẽ đi vòng qua đó đổ đầy nước trước rồi mới đi vào vùng đất chết. Theo lời của ông ấy, mọi thứ ở trong vùng đất chết đều chưa được xác định, cho nên chúng tôi nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Hai ngày nay chúng tôi đều đi vào ban đêm, ban ngày thì nghỉ ngơi, sau khi đi đường được hai đêm thì gặp được ốc đảo mà Lão Yên nhắc đến. Nhưng do từng bị loài cá lạ gây hoảng, cho nên rắn độc và tôi đều không dám đi cùng. Vẫn là phải chờ đến khi Lão Yên chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn thì chúng tôi mới đi lên đổ đầy nước vào bình nước của mình rồi thuận tiện uống cho no. Sau khi nghỉ ngơi trong ốc đảo nửa ngày, chúng tôi bắt đầu tiến về vùng đất chết. Cuộc hành trình từ ốc đảo đến vùng đất chết chỉ mất khoảng 2 ngày đường, cho nên rất nhanh chúng tôi đã đến gần mục đích. Chương 74, hết nước. Mấy ngày nay Dư Thành Trạch cũng rất an phận, cũng không có xen vào bất kỳ quyết định nào của Lão Yên, bộ dạng đó giống như là một thành viên bình thường nhất trong chúng tôi. Nhưng tôi lại không dám xem thường, bởi vì tôi luôn cảm thấy sau khi xác định lộ trình, ông ta giống như đã đạt được mục đích vậy. Khi chúng tôi đến được vùng đất chết đã là rạng sáng, mặt trăng vẫn còn treo trên bầu trời, bao phủ cả vùng đất chết, khiến cho nó trông rất huyền bí. Sáng mai chúng ta lại đi vào, mọi người nghỉ ngơi trước đi. Lão Yên xua tay, mắt thấy trời cũng sắp sáng, chúng tôi cũng không tiếp tục dựng lều nữa chỉ nằm trong túi ngủ đi ngủ. Tôi ngủ không ngon giấc, dù sao ranh giới giữa chúng tôi và vùng đất chết cũng chỉ cách nhau có một con đường, cho nên tôi luôn cảm thấy có điều gì đó sẽ xuất hiện vào giữa đêm. Nhưng không ngờ đêm đó lại rất yên bình, ngay cả âm thanh giống như tiếng khóc của quỷ thường xuyên xuất hiện ở trong sa mạc cũng không có. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy Lão Yên ngủ rất ngon, cho nên ngay khi nhìn thấy tôi thì không khỏi mỉm cười, ban đêm cậu đi làm trộm à. Tôi phàn nàn nói là ở một nơi như thế này thì làm sao, có thể ngủ ngon được. Lão Yên vỗ đầu nói là do mình sơ suất, thực ra ranh giới giữa vùng đất chết và vùng đất không người chính là nơi an toàn nhất. Đây có thể coi là quy luật tự nhiên, hai nơi không can thiệp chuyện của nhau, giống như một dòng sông được phân biệt rõ ràng vậy. Tôi oán hận nhìn về phía ông ấy, đây là đêm cuối cùng trước khi tiến vào vùng đất chết, chuyện quan trọng như vậy mà ông ấy lại có thể quên ư. Nhưng mọi thứ đều đã qua, cho dù tôi có chừng đến mức muốn lòi con mắt ra ngoài thì cũng vô dụng. Ăn xong một ít lương khô, chúng tôi cũng lập tức lên đường, nhưng ngay tại lúc vừa bước vào vùng đất chết thì mí mắt phải của tôi đã giật giật. Sau đó chỉ cảm thấy có một tai họa tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Nhưng có vẻ như tôi đã suy nghĩ quá nhiều, ngày đầu tiên ở vùng đất chết cũng không có xảy ra chuyện gì. Ngay cả mặt trời ở trên đỉnh đầu cũng không quá gắt, mà điều này đã khiến tốc độ đi đường của chúng tôi nhanh hơn rất nhiều. Những ngày tiếp theo cũng không khác là mấy, nếu không có bãi cát dài vô bờ vô tận thì có lẽ tôi đã hoài nghi bản thân mình thực sự không có ở sa mạc, cho nên trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Lão Yên, nói không chừng thì vùng đất chết này thực sự có một con đường sống. Tôi uống một ngụm nước, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn nói. Lão Yên ngẩng đầu nhìn trời, nhưng ông ấy lại không lạc quan giống như tôi mà chỉ hỏi tôi có chú ý đến cái gì không. Tôi lau khóe miệng nói, tôi biết, điều ông muốn nói là ở đây không có sự sống nên cũng không có nguy hiểm phải không? Tôi tự nhiên hiểu được ý của ông ấy, trước đó chúng tôi vẫn có thể phát hiện ra một số thảm thực vật và một số động vật nhỏ ở vùng đất không người. Nhưng từ khi bước vào vùng đất chết thì tôi đã phát hiện ra ở đây chẳng có gì ngoài cát. Lão Yên thở dài, sao có thể không có nguy hiểm? Bản thân sa mạc đã là một thứ nguy hiểm rồi. Tôi nhất thời không hiểu ý của ông ấy,
Nhưng vào ngày thứ bảy sau khi tiến vào vùng đất chết, tôi đã hiểu ra là nước uống của chúng tôi đã sắp hết. Trước khi tiến vào nơi này, mỗi người trong chúng tôi đều đổ đầy hai bình nước lớn, dọc đường đi muốn uống bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên nước cũng chậm rãi thấy đáy, đồng thời chúng tôi cũng không tìm thấy dấu vết của bất cứ nguồn nước nào. Đừng nói đến tôi, ngay cả một tay già đời như Lão Yên cũng không tìm được bất cứ dấu vết gì, điều này đã chứng tỏ khu vực này thực sự không có nước. Sau đó khi uống nước mọi người cũng ngày càng cẩn thận hơn, khi khát nước thì cũng chỉ dám đổ một lớp nước phủ lên nắp bình nước, rồi liếm cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng cho dù có làm như vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể kiên trì được 3 ngày thì đã không còn một giọt nước nào. Làm sao bây giờ? Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình, sau đó yếu ớt hỏi Lão Yên. Lão Yên đã gầy đi rất nhiều, ngăn cản tôi tiếp tục động tác liếm môi, đừng liếm, càng khô. Nói xong, ông ấy nhìn sang Manh Hiệp ở một bên, hỏi anh ta có cách nào không? Manh Hiệp im lặng một lúc lâu rồi mới thốt ra hai chữ, nước tiểu. Tôi nghe xong thì không có cách nào để tiếp nhận được. Manh Hiệp liếc nhìn tôi một cái rồi nói, không cần cậu phải tiếp nhận. Chờ đến khi cậu sắp chết rồi thì mới hận không thể có được càng nhiều nước tiểu càng tốt. Nhưng đến lúc đó rồi thì muốn đi tiểu cũng không được. Tôi không nói gì, cũng không coi trọng lời nói của anh ta. 17 năm qua, ngay cả khi trong lúc khó khăn nhất thì tôi vẫn luôn có được một phần cơm để ăn. Coi như đến lúc đó thì tôi vẫn không thể uống được thứ nước tiểu này. Hình như tôi nhìn thấy nước. Ngay tại lúc tôi và Manh Hiệp đang nói chuyện thì A Hắc đột nhiên lên tiếng. Không có nước, khiến cho tôi cảm thấy A Hắc càng đen sạm hơn. Toàn bộ cơ thể của anh ta đều có thể phản chiếu ánh sáng ở dưới ánh mặt trời. Ngay khi tôi nghe được có nước thì vội vàng hỏi anh ta là nước ở đâu. Sau đó chỉ thấy Lão Yên vỗ vào đầu anh ta một cái. Chỗ nào có nước chứ, tỉnh táo chút đi. Hóa ra là nhìn thấy ảo ảnh, tôi cảm thấy có chút thất vọng. Đầu lại cúi xuống. Giáo sư Dư, ông không khát à? Vừa mới cúi đầu xuống tôi đã nhìn thấy Dư Thành Trạch ở bên cạnh. Tuy sắc mặt của ông ta cũng không được tốt lắm, nhưng bờ môi kia vẫn hồng hào như cũ, không hề có một vết khô nứt nào. Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 75, Ngô Đại chết. Nhưng ông ta lại lắc đầu nói, không khát. Tôi vốn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng mỗi lần hé miệng đều cảm thấy rất tốn sức, cho nên tôi dứt khoát không nói gì nữa. Ngày đầu tiên không có nước đã trôi qua, nhưng vừa qua ngày thứ hai thì tôi đã cảm thấy cổ họng nóng rát. Thậm chí còn nhìn thấy ảo ảnh, nếu không có rắn độc giữ chặt tôi, có lẽ tôi đã vắt chân lên cổ chạy tới đó rồi. Đợi đến ngày thứ ba, tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa. Sau khi nhìn thấy đám người Manh Hiệp mặt không đổi sắc mà uống nước tiểu, tôi cũng từ bỏ sự phản kháng ở trong lòng, mặc dù mùi vị của nước tiểu rất không tốt nhưng cuối cùng cũng khiến tôi khôi phục được một chút. Nhưng đến ngày thứ tư thì đã không còn nước tiểu, cộng thêm việc chúng tôi không có nước mà còn đổ mồ hôi như thế này, cho nên làm gì còn cảm thấy mắc tiểu nữa. Kết quả là nguồn nước của chúng tôi cứ như vậy mà bị cắt đứt hoàn toàn. Chúng tôi nằm lên trên mặt cát, không còn sức lực để di chuyển. Mấy ngày nay thỉnh thoảng có người nhìn thấy ốc đảo. Thậm chí là có lần tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thế nhưng là chạy được một lúc thì phát hiện ốc đảo càng ngày càng xa. Và rồi chúng tôi mới biết đó lại là ảo ảnh. Nước, tôi muốn uống nước. Đây là giọng nói của Ngô Nhị. Anh ta vốn đã rất mơ hồ, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm câu nói này. Nhưng càng nói thì càng khiến tôi cảm thấy khát nước hơn. Nhưng không ai trong chúng tôi có đủ sức để quan tâm anh ta, cho nên đành phải để anh ta tùy ý nhắc tới. Giờ phút này, bản thân tôi xem như đã hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa của câu nói bản thân sa mạc đã là nơi nguy hiểm của Lão Yên rồi. Cho dù có gặp phải bò cạp đuôi đỏ hay trùng cát, ít nhất chúng tôi còn có thể trốn đi. Nhưng lúc này, ngoài việc phơi mình thành người khô ở nơi đây ra, chúng tôi hoàn toàn không có cách nào có thể giải quyết tình trạng khó khăn của hiện tại. Tiểu Nhị, cậu bình tĩnh chút đi. Ngay trong lúc tôi đang ngẩn người thì chợt nghe thấy một tiếng quát yếu ớt, chỉ thấy Ngô Đại đang tự mình ôm chặt lấy Ngô Nhị, không cho anh ta động đậy. Tôi biết, nhất định là do anh ta lại nhìn thấy ốc đảo lần nữa, thậm chí tôi cũng không còn lòng dạ nào quan tâm đến việc này. Ngô Đại đang giữ chặt Ngô Nhị thì đột nhiên nói một câu, Tiểu Nhị, cậu dừng lại, tôi có nước. Vừa nghe xong lời này, chúng tôi lập tức nhìn chằm chằm về phía anh ta,
Sau đó chỉ thấy anh ta rút một con dao găm từ trong túi ra rồi cắt vào cánh tay của mình, khiến cho máu tươi thuận theo cánh tay chảy vào trong miệng của Ngô Nhị đã an tĩnh lại. Ngô Nhị đã bất tỉnh và chỉ nuốt lấy máu trong tiềm thức. Cậu điên rồi sao? Lão Yên hét lên một tiếng, nhưng lại không còn sức để ngăn cản. Ngô Đại không coi trọng mà tiếp tục rót máu của chính mình vào miệng của Ngô Nhị. Nếu vết thương ngừng chảy máu thì anh ta sẽ lại cắt vào đó một dao như thể đó không phải là cánh tay của mình. Nhìn thấy một màn này, chúng tôi nhất thời không biết nên nói cái gì. Không biết đã rót bao lâu thì Ngô Nhị mới có phản ứng, nhưng lúc vừa nhìn thấy Ngô Đại đang làm gì thì lập tức kinh hãi mà đẩy tay của đối phương ra, anh. Nhìn thấy Ngô Nhị đã tỉnh, Ngô Đại tự nhiên cũng không còn rót máu nữa, nhưng vẻ mặt của anh ta đã hoàn toàn tái nhợt, cho dù bây giờ có dừng lại cũng chẳng có tác dụng gì. Đúng như dự đoán, trong ngày hôm đó Ngô Đại đã không qua khỏi và cứ thế bỏ mình vào ngay trong đêm, nhưng chờ đến ngày hôm sau khi chúng tôi phát hiện ra thì thi thể của anh ta đã đen rồi. Ngô Nhị không nói gì, chỉ đào một cái hố ngay tại chỗ rồi chôn Ngô Đại vào trong đó. Nhìn thấy Ngô Đại như thế, chúng tôi không khỏi nhìn thấy tương lai của chính mình, trong lúc nhất thời cảm thấy bi thương không thôi. Đúng lúc này Dư Thành Trạch lại đột nhiên mở miệng nói, tôi biết nơi nào có ốc đảo. Lão Yên lộ ra vẻ nghi ngờ mà nhìn về phía ông ta, nhưng ông ta lại nói lúc ông ta trốn ra thì có đi ngang qua một ốc đảo, cách nơi này không xa. Sao anh không nói sớm? Lão Yên giận tím mặt. Dư Thành Trạch cười lạnh một tiếng, nói sớm thì các người sẽ đi cùng với tôi à? Một câu nói này đã khiến chúng tôi không còn phát cáu nữa. Quả thực đúng là như thế, trước đó là do ông ta đã dẫn chúng tôi đến chỗ của đàn cá quái dị. Nếu ông ta nói sớm hơn mấy ngày, nói không chừng chúng tôi sẽ nghi ngờ ông ta có ý gì khác. Nhưng vào lúc này, mặc dù chúng tôi đã biết động cơ thầm kín của ông ta, nhưng lại không thể không đi theo. Suốt đường đi không ai nói một lời, sức lực còn lại đều được dùng để đi đường. Cứ như vậy đi được một ngày, cuối cùng thì ở trước mắt cũng xuất hiện một mảnh xanh tươi, cho dù vẫn còn cách rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mát mẻ. Nhìn thấy ốc đảo, hai mắt của mọi người đều sáng lên. Hơn 10 ngày đi trong vùng đất chết, 4-5 ngày tiếp theo đều không nhìn thấy nước, nếu không tìm được ốc đảo thì có lẽ chúng tôi sẽ chết khát ở chỗ này rồi. Chỉ là không có ai dám tiếp tục tiến lên phía trước, bởi vì bản thân đã đi qua nhiều vết xe đổ giống như vậy. Cho nên lần này tất cả mọi người đều hết sức cẩn thận, nếu như ốc đảo này lại là giả, đoán chừng mọi người sẽ phát điên lên mất. Lão Yên lấy kính viễn vọng ra nghiên cứu hồi lâu, sau đó trên mặt lộ ra vui mừng, là thật. Nghe được lời của ông ấy, đám người reo hò không ngừng, tất cả mọi người vốn không còn chút sức lực nào lại đột nhiên có thêm sức mạnh mà co cẳng lao thẳng về phía ốc đảo ở trước mặt. Chương 76, Xích Mao. Người xông tới nhanh nhất là A Hắc, dù sao hình thể của anh ta cũng cao lớn, lại dễ đổ mồ hôi và mất nước rất nhanh. Cho nên trong khoảng thời gian không có nước đó thì anh ta là người khốn khổ hơn bất kỳ ai khác. Ngay khi nhìn thấy nước, bộ dạng của anh ta trông giống như một đứa trẻ nhìn thấy mẹ lập tức chạy tới như thế, sau đó nằm trên bờ uống một ngụm lớn. Nhìn bộ dạng của anh ta như vậy khiến chúng tôi cảm thấy có hơi buồn cười, nhưng động tác của lòng bàn chân cũng không hề chậm. Chỉ sau anh ta có mấy giây thì chúng tôi cũng đã đến bên bờ sông, nhưng ngay khi tôi đang định khom lưng lấy nước thì chợt nhận ra có gì đó không hợp lý. Bởi vì nước này có màu đỏ, trong nháy mắt trên trán tôi đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tôi giống lớn một tiếng chạy rồi nhanh chóng kéo rắn độc đang ở vị trí gần tôi nhất lên lại bờ. Nước cũng không phải là màu đỏ mà là do cái thứ đang nằm ở dưới đáy có màu đỏ, xích mao. Tôi không ngờ chính mình lại gặp phải cái thứ này, chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Bởi vì tôi chỉ nhìn thấy thứ này trong đó mô tả một đoạn sự việc tà ma mà tổ tiên của Hắc Linh Tinh Quan gặp phải. Lúc đó không phải ở trong sa mạc mà là ở trong một khu rừng. Vị tổ tiên này thật vất vả lắm mới trốn thoát khỏi một ngôi mộ cổ và gặp một dòng sông, bộ dạng lúc đó cũng giống như A Hắc, người này nóng lòng muốn uống nước. Nhưng dưới đáy nước lại nổi lên một con xích mao trông giống như rắn, tuy nhiên, chỉ sau khi liếc mắt nhìn một cái thì toàn thân của người này giống như bị điện giật vậy. Vị tổ tiên này cũng coi như may mắn, một chân của đối phương lúc đó dẫm phải một thân cây khô, mà cái cây khô này đã nhận giúp đối phương không ít dòng điện. Tuy bị điện giật mà trọng thương nhưng cuối cùng vẫn nhặt về một cái mạng. Sau khi trở về và đi kiểm tra rất nhiều tư liệu thì người này mới biết được có một thứ được gọi là xích mao,
mà cái thứ này trông rất giống với thứ mà mình gặp phải nên đã ghi lại. Chỉ là sau khi ghi lại không bao lâu thì người này cũng qua đời, dù sao dòng điện đó cũng đã phá hủy phần lớn sinh cơ của đối phương. Mà tôi có muốn nhắc nhở thì cũng đã quá trễ, bởi vì hành động khuấy nước của AH đã kinh động đến Xích Mao. Nó nổi lên từ đáy nước, thân dài khoảng 1 mét, toàn thân đều là nếp uốn, thoạt nhìn trông giống như một con rắn màu đỏ, nhưng nó lại có 4 chân. Như thể đây là phiên bản phóng to của một con thằn lằn, bộ móng vuốt sắc nhọn đó vừa nhìn là biết có thể dễ dàng xé xác con mồi. Vừa ra khỏi nước, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh của nó đã lập tức nhìn về phía AH, bên trong có ánh sáng xanh kỳ lạ. AH, đừng nhìn nó. Tôi hét lên một tiếng, nhưng trong khoảnh khắc Xích Mao xuất hiện thì anh ta cũng đã nhìn sang, sau đó ngay cả thời gian phản ứng cũng không có đã bịch một tiếng rơi vào trong nước. Xích Mao vung đuôi quấn chặt lấy cơ thể của AH, sau đó cùng chìm vào trong nước. Một giây sau chỉ thấy những vũng máu lớn dâng lên từ đáy nước, cuối cùng là nhuộm nước thành một màu đỏ chân chính. Trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Rắn độc bị tôi kéo chạy được mấy bước, lúc này anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy AH bị kéo xuống, nên nhất thời có chút mơ hồ. Tôi nhanh chóng kể cho mọi người nghe về Xích Mao, đôi mắt của thứ này có thể phóng điện, cho dù cách xa vài mét vẫn có thể giết chết người. Tuy nhiên, chỉ cần không nhìn vào con mắt của nó thì sẽ không sao. Bọn họ chưa từng nghe qua một thứ quỷ dị như vậy nên có chút không dám tin tưởng, nhưng cái chết của AH quả thực rất kỳ lạ nên bọn họ không thể không tin. Manh Hiệp đặt một tay lên thanh loan đao đeo ở bên hông, ông đây phải giết chết nó. Tôi hiểu sự tức giận của anh ta đã dẫn 5 người tiến vào sa mạc, trôi qua nhiều ngày cũng chỉ mất có một người. Nhưng kết quả là vừa tụ hợp không được mấy ngày thì đã chết mất 3 người, cho nên anh ta tự nhiên không thể chịu đựng được. Không được, tôi tóm lấy Manh Hiệp đang định lao tới, sau đó liếc mắt ra hiệu với Lão Yên. Tuy nhiên, tiếng nước bốc lên nối tiếp nhau khiến toàn thân tôi rét run, ở đây có khoảng 3 con Xích Mao, mỗi con dài hơn 1 mét. Mọi người nghe đây, tuyệt đối không được nhìn vào con mắt của chúng nó. Tôi nhắm mắt lại rồi hét lên một tiếng, sau đó nhặt khẩu súng tiểu liên B-56 lên và bắn lung tung qua đó. Cũng may là mọi người đều nhớ tới lời nhắc nhở trước đó của tôi sau khi nghe thấy tiếng nước bốc lên. Nguyên một đám đều quay đầu chạy nhanh về phía sau, sau đó vừa chạy vừa hướng sau lưng bắn súng, khiến cho tràng cảnh nhất thời hỗn loạn vô cùng. Nhưng tốc độ của Xích Mao rất nhanh, mà chúng tôi cũng không dám quay đầu lại, nên chỉ nghe thấy có tiếng trườn bò cách chúng tôi ngày càng gần. Trường An, phải xử lý thứ này thế nào? Lão Yên nổ một phát súng về phía sau, sau đó lau mồ hôi rồi lo lắng hỏi. Tôi lắc đầu, tôi có thể biết thứ này đều là nhờ phúc của cuốn, mà phía trên đó hoàn toàn không nói làm cách nào để đối phó nó. À, đúng lúc này, một tiếng hét thảm của Ngô Nhị truyền đến, nhưng đám người chúng tôi lại không có ai dám quay đầu lại. Chỉ có thể nghe tiếng kêu thảm thiết từ lớn cho đến nhỏ dần cách chúng tôi không xa, cuối cùng biến mất hầu như không còn. Manh Hiệp ở phía bên trái của tôi đột nhiên dừng lại, sắc mặt của anh ta cũng trở nên âm trầm. Tôi vội kéo anh ta lại, nhưng anh ta lại không nhúc nhích, mà chỉ kéo lấy tôi hỏi về chuyện con Xích Mao này ngoài khả năng con mắt biết phóng điện ra thì còn có bản lãnh nào khác không? Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 77, Chiến Xích Mao. Câu hỏi của anh ta đã làm khó tôi, bởi vì bên trong chỉ đề cập đến đặc điểm này, cũng không đề cập đến những đặc điểm khác, thậm chí tôi còn nghĩ sau vị tổ tiên đó thì cũng chưa từng có ai gặp được nó. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói với anh ta rằng tôi không biết. Không thể cứ tiếp tục như vậy được, tôi đi xem thử. Manh Hiệp không thèm để ý, tôi vừa muốn khuyên anh ta thì thấy anh ta đang chỉ vào mắt của mình, không có ai thích hợp hơn tôi. Thành thật mà nói, nếu anh ta không chủ động nhắc tới, có lẽ tôi đã quên mất đôi mắt này của anh ta không nhìn thấy. Nếu như anh ta đã không thể nhìn thấy thì coi như mắt của Xích Mao cũng vô dụng với anh ta, cho nên để anh ta đi giải quyết mới là cách tốt nhất. Tôi lau mồ hôi nói, được, tôi sẽ tiếp ứng cho anh. Tổng cộng có 3 con Xích Mao, tôi sợ anh ta không chú ý một cái liền xảy ra chuyện. Dù sao âm thanh vừa rồi của Ngô Nhị cũng không phải là vì nhìn thấy con mắt của Xích Mao. Manh Hiệp lắc đầu, không cần, cậu mang theo bọn họ chạy đi, lát nữa chúng ta gặp lại sau. Tôi còn muốn nói gì nữa,
nhưng anh ta đã vỗ mạnh vào bờ vai tôi, đi mau. Lão Yên nghe thấy động tĩnh của chúng tôi thì cũng tiến lại, sau khi biết được lựa chọn của Manh Hiệp thì cũng không có phản đối, ngược lại còn kéo chúng tôi bỏ chạy. Tiếng vụt vụt bò lên trên cát của Xích Mao cũng dừng lại, mà tôi như không sợ chết mà quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó chỉ thấy chiếc khăn quàng đỏ đeo ở trên cổ của Manh Hiệp tung bay theo gió, cứ như vậy bị bọn chúng vây vào giữa. Nhìn cái gì vậy, không muốn sống nữa sao? Lão Yên kéo đầu của tôi lại, mà tốc độ kéo tôi chạy còn nhanh hơn trước. Chạy được mấy phút thì tôi dừng lại, không sao đâu, Xích Mao đã không còn tiếp tục đuổi theo nữa. Lão Yên nghe xong lời này liền đặt mông ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển từng ngụm một. Giáo sư Dư, ông có biết Xích Mao không? Tôi cũng nghỉ ngơi một lúc, sau đó quay đầu hỏi Dư Thành Trạch ở một bên đang ngồi dưới đất. Dư Thành Trạch nghe vậy thì liếc nhìn tôi một cái rồi nói, tôi không biết. Không biết? Tôi cười lạnh một tiếng, vừa rồi ông cách A Hắc gần nhất, nhưng lúc Xích Mao đi ra thì ông vẫn không rời khỏi bờ sông. Huống chi, nơi này là do ông dẫn chúng tôi đến. Tình hình vừa rồi rất căng thẳng nên tôi không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do ông ta bị dọa cho sợ hãi mà thôi. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã nghĩ lại hai người bọn họ cách nhau gần như vậy, nhưng tại sao người xảy ra chuyện chỉ có một mình A Hắc? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể nghĩ ra hai loại khả năng, một là Dư Thành Trạch biết Xích Mao. Thậm chí ông ta đã sớm biết ở nơi này có Xích Mao nên đã sớm nhắm mắt lại. Thứ hai là đòn tấn công của Xích Mao lên Dư Thành Trạch là vô dụng. Tất nhiên là tôi càng có khuynh hướng về loại thứ nhất hơn, nếu là cái thứ hai. Tôi cười khổ trong lòng một tiếng, kỳ thực thì loại thứ hai cũng có khả năng, chỉ là do chính mình không muốn nghĩ tới mà thôi. Bởi vì điều này đã nói rõ Dư Thành Trạch ở trước mặt tôi quả thực không phải là con người. Nhưng tôi nhớ Lão Yên đã từng nói qua, nếu như ông ta không phải là con người, đồng đội trong ngành đã bắt ông ta từ lâu. Cho nên một khi là loại thứ hai, tôi không thể tưởng tượng được người trước mắt mình là thứ gì. Nghe xong câu hỏi của tôi, vẻ mặt của Dư Thành Trạch cũng không thay đổi. Sao vậy, chết thêm một người nữa sẽ khiến trong lòng cậu cảm thấy thoải mái à? Hơn nữa, nếu tôi không mang các cậu đến đây thì các cậu cũng phải chết. Tôi còn muốn nói gì nữa, nhưng Lão Yên đã ngăn tôi lại, nói là đợi Manh Hiệp quay lại trước đã. Anh ta còn có thể quay lại sao? Nghĩ đến cảnh tượng mình đã thấy trước đó, tôi lẩm bẩm nói một câu. Lão Yên nói rất chắc chắn, nhất định có thể trở về. Nhưng tôi nhìn thấy sự bất an ở trong mắt của Lão Yên, không biết lúc ông ấy nói ra lời này là đang an ủi tôi hay là đang an ủi chính mình. Chúng tôi cứ như vậy ngồi đó cách ốc đảo không xa, theo thời gian trôi qua càng ngày càng dài, cũng không còn ai có tâm tư nói chuyện. Chờ hồi lâu, Lão Yên cũng mất đi lòng tin của mình, sau khi đứng dậy vỗ nhẹ hạt cát ở trên người thì khàn giọng nói, đi thôi. Tôi liếc nhìn ốc đảo cách đó không xa, trong lòng nhất thời cảm thấy bi thương. Tôi vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc đám người Manh Hiệp đưa Dư Thành Trạch tụ hợp với chúng tôi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ lực lượng tinh nhuệ này vậy mà đã chết hết. Lồng ngực tôi đột nhiên thắt lại, tôi thở phì phò từng ngụm khí, phải mất một hồi lâu mới cảm thấy tốt hơn một chút. Bốn người chúng tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này lại có tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, tôi vội quay lại thì nhìn thấy Manh Hiệp máu me khắp người. Anh ta hướng về phía chúng tôi gật đầu một cái rồi ngã phịch xuống cát. Chúng tôi vội vàng chạy tới, Lão Yên đưa tay lên mũi Manh Hiệp để kiểm tra, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, còn sống. Rắn độc, anh mau kiểm tra cho anh ta đi. Tôi hưng phấn kéo rắn độc qua đó. Dù sao tôi cũng không biết máu ở trên người của Manh Hiệp là của anh ta hay là của Xích Mao, tốt nhất là kiểm tra lại cho chắc. Rắn độc gật nhẹ đầu, sau đó ngồi xổm xuống xé toạc quần áo của Manh Hiệp ra, mà lúc này chúng tôi mới nhìn thấy rõ đến cùng thì anh ta đã trải qua những gì. Trên eo của anh ta có một vết thương đủ sâu để thấy được xương, trên tay chân cũng có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Nhưng vết thương nguy hiểm nhất là ở trên lưng của anh ta, không hiểu vì sao lại có một cái lỗ to bằng nắm tay, nếu lại sâu hơn một chút nữa có lẽ sẽ xuyên qua. Chương 78, đi lấy nước. Nhưng cũng may là rắn độc vẫn còn ít thuốc nên anh ta đã cẩn thận xử lý miệng vết thương. Sau đó nói với chúng tôi phải nghỉ ngơi ở đây thêm một đoạn thời gian, bởi vì vết thương của Manh Hiệp cần thời gian để hồi phục. Đương nhiên là Lão Yên và tôi cũng không có phản đối, nhưng Dư Thành Trạch tựa hồ có chút gấp gáp. Chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, đừng quên mục đích chúng ta tới đây là đi tìm cổ quốc trường giả.
Lão Yên không thèm để ý đến ông ta, nhưng tôi lại khịa ông ta một câu, ông có thể đi trước. Sau khi nghe tôi nói xong thì Dư Thành Trạch đã có chút rục rịch, nhưng không biết là đang nghĩ cái gì mà không tiếp tục kiên trì nữa. Bởi vì muốn ở lại đây một thời gian nên chúng tôi đã dựng lều, rồi lại đốt lửa ở ngoài lều, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí chuyển Manh Hiệp vào trong lều. Manh Hiệp bị thương rất nặng, nên ngay trong đêm đó đã lên cơn sốt cao, rắn độc lo lắng nói hiện tại không có nước, khiến cho miệng vết thương của anh ta không được chữa trị tốt, rất dễ bị nhiễm trùng. Nước, tôi đi. Tôi đột nhiên đứng dậy, ốc đảo phía sau chúng tôi có nước, đương nhiên nơi đó còn có xích mao. Lão Yên đưa tay kéo tôi lại, cậu tạm thời đừng xúc động. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn anh ta chết à? Tôi căm tức nhìn Lão Yên, bọn họ đều là người của ông, hiện tại đều chết hết chỉ còn lại một người, chẳng lẽ ông muốn nhìn anh ta cứ như vậy mà chết đi sao? Lão Yên lấy ra một điếu thuốc và châm lửa, sau đó lại lấy đèn pin từ trong túi ra. Cậu cũng đã nói cậu ta là người của tôi, như vậy người đi hẳn là tôi mới đúng. Không được, tôi không cần suy nghĩ đã từ chối, mặc dù trên đường đi Lão Yên luôn tỏ ra mình không tốn sức. Nhưng dù sao ông ấy cũng đã hơn 50 tuổi, cộng thêm việc đã mấy ngày không uống nước, thân thể đã sớm chịu không nổi rồi. Tuy nhiên Lão Yên lại cười hai tiếng ha hả, chỉ vào tôi rồi nói, thằng nhóc cậu đúng là rất thú vị, chính mình đi chịu chết thì được, còn người khác đi thì lại không được. Tôi không để ý tới lời nói đùa của ông ấy, chỉ nhìn ông ấy chằm chằm, sau đó dù có nói gì thì cũng không để ông ấy đi ra ngoài một mình. Cuối cùng ông ấy không lay chuyển được tôi, nên đành phải xua tay nói, được rồi chúng ta cùng đi đi, tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tôi không yên tâm liếc nhìn rắn độc, nếu như chúng tôi rời đi hết thì nơi này chỉ còn lại anh ta, Dư Thành Trạch và Manh Hiệp đã hôn mê bất tỉnh, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không. Tôi sẽ không sao đâu. Rắn độc dường như biết được sự lo lắng của tôi nên đã lắc đầu với tôi. Nhưng sự đảm bảo của anh ta đối với tôi chẳng có tác dụng gì. Tôi nhìn về phía Dư Thành Trạch ở một bên, sau đó chậm rãi nói, giáo sư Dư cũng đi cùng chúng tôi chứ. Nếu có thể lấy được nước, chúng ta tốt nhất là nên lấy nhiều một chút. Tôi vốn cho rằng ông ta sẽ từ chối, nhưng không ngờ sau khi nghe xong lời này thì ông ta đã không chút do dự mà đồng ý, thậm chí còn nóng lòng tìm nước hơn chúng tôi. Sau khi không còn nỗi lo về sau, chúng tôi cũng không trì hoãn nữa, xách bình nước của mọi người lên rồi cầm đèn pin bước ra khỏi lều. Dư Thành Trạch cũng treo lên người hai bình nước, bước đi của ông ta rất nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào ốc đảo, tôi và Lão Yên ở phía sau phải chạy lên hai bước thì mới đuổi kịp ông ta. Ông vội cái gì? Lão Yên có chút bất mãn nói. Trời đã tối, hôm nay cũng không có trăng sáng, tầm mắt của chúng tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy nơi có đèn pin chiếu sáng, nếu đi nhanh rất dễ bị lạc. Hơn nữa, chúng tôi cũng không thể để Dư Thành Trạch đi chệch khỏi tuyến đường của chúng tôi, bởi vì ai biết ông ta sẽ làm ra chuyện gì. Dư Thành Trạch cũng không quay đầu lại, nói, các người không vội à, người kia sẽ không trụ được lâu đâu. Một câu khịa này đã khiến tôi và Lão Yên nghẹn họng không nói được gì, chỉ có thể cắm đầu đi theo phía sau. Đi được một lúc, tôi ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, cho nên tôi đã biết ngay là chúng tôi đã đến nơi Manh Hiệp và Xích Mao đánh nhau vào ban ngày. Tôi bước được hai bước thì đã bị Lão Yên kéo lại, sau đó ông ấy chỉ vào Dư Thành Trạch ở phía trước rồi nhỏ giọng nói, để ông ta đi trước. Tôi hiểu ý của Lão Yên, bộ dạng này của ông ấy đại khái là muốn để Dư Thành Trạch đi trước dò đường. Nhưng tôi cảm thấy Dư Thành Trạch vội vã như vậy nhất định là có mục đích riêng, cho nên không muốn để một mình ông ta đi trước. Vì thế tôi xua tay với Lão Yên, tôi cùng qua đó nhìn một chút, ông ở đây đợi tôi, nếu phát hiện có vấn đề gì thì còn có thể tùy thời tiếp ứng. Lão Yên cũng hiểu ý tôi, mặc dù có chút lo lắng nhưng ông ấy vẫn đồng ý và dặn dò tôi phải cẩn thận một chút. Tôi gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng đuổi theo Dư Thành Trạch, ngay tại lúc ông ta nhìn thấy tôi cùng lên thì sắc mặt rõ ràng đã trở nên không vui, nhưng cũng không nói gì chỉ bước nhanh hơn. Một lúc sau, hai người chúng tôi đã một trước một sau đi đến chỗ Manh Hiệp chiến đấu với Xích Mao. Đây, Dư Thành Trạch có hơi kinh ngạc, chỉ nói được một chữ, sau đó không nói nên lời. Tôi cũng chẳng tốt hơn ông ta bao nhiêu, bây giờ toàn bộ đầu óc của tôi đã trở nên trống rỗng, thậm chí còn lộ ra dáng vẻ hoàn toàn không thể tin được vào cảnh tượng ở trước mắt. Trước mặt chúng tôi là thi thể của ba con Xích Mao, trạng thái khi chết của bọn chúng cực kỳ thê thảm. Cả đều ở trong tình trạng chia năm xẻ bảy. Quy.
Các bạn đang nghe chuyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 79, ý nghĩa của manh hiệp. Thậm chí trong đó có con đã biến thành thịt nát và máu mà nó chảy ra đã nhuộm đỏ một mảnh cát. Mặc dù cái chết của Xích Mao đối với chúng tôi là chuyện tốt, nhưng bản thân tôi lại khó có thể tưởng tượng được. Làm thế nào mà manh hiệp có thể đơn thương độc mã giày vò ba con Xích Mao kia thành bộ dạng này? Nhưng sự ngạc nhiên của Dư Thành Trạch chỉ kéo dài được một lúc, trong khi tôi còn đang nghiên cứu những con Xích Mao này thì ông ta đã tiến về phía trước. Mà tôi cũng không dám chậm trễ, dù sao những thi thể ở đây cũng không chạy trốn được, ngày mai lại đến nhìn cũng không muộn. Thế là tôi vẫy tay với Lão Yên đang đứng đợi cách đó không xa, ra hiệu cho ông ấy tới đây. Lão Yên vội vàng chạy lên hai bước. Sau khi nhìn thấy thi thể của Xích Mao dường như cũng không có gì ngạc nhiên, ngược lại còn cười nói, không hổ danh là manh hiệp, vẫn dũng mãnh như năm đó. Chẳng lẽ trước kia anh ta cũng đã từng làm ra chuyện như thế này à? Tôi cảm thấy bất ngờ. Lão Yên liếc nhìn tôi một cái rồi nói, cậu cảm thấy cậu ta được gọi là manh hiệp chỉ vì cậu ta bị mù thôi sao? Đây không phải là lời ông nói sao? Tôi nhún vai. Lão Yên mím môi, chậm rãi nói ra một câu, cậu có biết một tầng hàm nghĩa khác của manh hiệp không? Tôi nhìn thi thể ở trên mặt đất, sau đó lộ ra vẻ khó mà tin nổi nói là vì võ công của anh ta rất cao, có thể so sánh với các hiệp khách thời cổ đại. Hóa ra thanh loan đao chém sắt như chém bùn được treo ở bên hông của manh hiệp, cộng thêm hai lỗ tai có thể nghe tiếng gió để phân biệt âm thanh. Hai cánh tay có sức mạnh cực kỳ lớn, một khi liều mạng với kẻ thù thì có thể dùng đao để chặt kẻ thù đang sống sờ sờ thành từng mảnh. Nhìn từ góc độ này, từng mảnh vụn ở nơi này quả thật có chút giống với tác phong của một hiệp khách võ lâm. Đi thôi, đi lấy nước. Lão Yên gật nhẹ đầu, nhìn thấy sự kinh ngạc ở trong mắt của tôi thì cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vào bờ vai của tôi. Lúc này tôi mới nhận ra Dư Thành Trạch đã đi xa, sau đó vội vàng chạy mấy bước đuổi theo ông ta, lần này khi nhìn thấy tôi. Ông ta cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi đến mép nước và đổ đầy nước vào bình nước đang treo trên người. Lão Yên và tôi uống đến khi cái bụng tròn vo, sau đó mới đổ đầy từng bình nước, cuối cùng là ba người chúng tôi cùng nhau trở về. Thế nào rồi? Rắn độc hẳn là nghe được động tĩnh, nên đã mang theo vẻ mặt lo lắng mà chạy ra khỏi lều. Tôi nhấc bình nước lên nói cho anh ta biết là chúng tôi đã có nước, ánh mắt của anh ta cũng theo đó mà sáng lên, sau khi nhận lấy bình nước từ trong tay tôi thì bước nhanh vào lều. Tôi đi theo vào, sau đó mới biết được tại sao rắn độc lại vội vàng như vậy. Bởi vì mặt của manh hiệp đã nóng như lửa đốt và đang thở hồng hộc, bộ dạng đó như thể một giây sau liền ngất đi. Rắn độc lấy ra một miếng vải bông nhúng vào trong nước trước, sau đó cẩn thận lau sạch bụi bẩn ở trên mặt của manh hiệp, cuối cùng là bắt đầu từ từ làm sạch vết thương. Lão Yên, Trường An, giúp tôi giữ anh ta lại. Đợi đến khi làm sạch đến phía sau lưng, ánh mắt của rắn độc đã tối sầm lại, sau đó ngẩng đầu lên nói với chúng tôi. Tôi nhấc đầu manh hiệp đặt lên đùi của mình rồi nắm lấy hai cánh tay của anh ta, còn Lão Yên thì nắm lấy cái hai chân. Chờ đến khi rắn độc rửa sạch vết bẩn ở xung quanh vết thương xong, tôi mới hiểu tại sao anh ta lại yêu cầu chúng tôi giữ chặt manh hiệp lại. Bởi vì vết thương này cư nhiên đã thối rữa, nếu không muốn bị nhiễm trùng thì phải cắt bỏ. Rắn độc lấy ra một con dao găm, nướng trên lửa rồi nói một câu tôi bắt đầu đây, sau đó vùi đầu cắt bỏ vùng thịt bị thối rữa. Cơ thể của manh hiệp run lên, tôi định dùng sức thì phát hiện anh ta vậy mà đã tự mình khống chế. Rắn độc kinh ngạc liếc về phía manh hiệp một cái, sau đó càng thêm cẩn thận cắt bỏ vùng thịt bị thối rữa. Bôi thuốc, một lần nữa băng bó lại vết thương rồi mới cười nói, không ngờ anh ta có thể chịu đựng được. Sau khi nghĩ đến chuyện của manh hiệp mà Lão Yên đã từng nói thì tôi cũng đã hiểu rõ, có thể một mình bước ra khỏi lăng mộ của thành Cát Tư Hãn. Lại có thể dựa vào một thanh loan đao giải quyết Xích Mao, đối với anh ta mà nói nỗi đau nho nhỏ này chắc cũng không tính là gì. Sau khi miệng vết thương được xử lý xong, tình trạng của manh hiệp cuối cùng cũng ổn định, tôi bảo rắn độc đi nghỉ ngơi trước, kế tiếp cứ để tôi trông coi manh hiệp. Rắn độc cũng không có từ chối, vừa rồi anh ta cũng đã tốn rất nhiều sức để xử lý vết thương, sau khi uống hết phần nước còn lại ở trong bình thì chui người vào túi ngủ rồi ngủ thiếp đi. Trước khi đi ngủ, anh ta vẫn luôn liên tục dặn dò, một khi manh hiệp xuất hiện tình trạng phát sốt thì nhất định phải đánh thức anh ta dậy. Rạng sáng ngày hôm sau, cơn sốt của manh hiệp đã hoàn toàn biến mất,
mà điều này cũng khiến tôi không khỏi bội phục trước thể lực của anh ta. Chẳng qua anh ta vẫn chưa tỉnh lại, theo lời rắn độc nói là do vết thương quá nặng, cho nên cơ thể đang tự điều tiết mà thôi. Tôi đi lấy thêm chút nước. Tôi treo hai cái bình rỗng lên người rồi bước ra khỏi lều. Thật ra thì tôi muốn đi nhìn kỹ thi thể của Xích Mao, cộng thêm thái độ của Dư Thành Trạch ngày hôm qua luôn khiến tôi có chút để ý. Lão Yên hỏi tôi có phải tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi không, dù sao theo lời tôi nói, thái độ của Dư Thành Trạch dường như cũng không có chỗ nào không đúng. Chương 80, Lão Yên điên rồi. Tôi xoa xoa lông mày, tôi cũng không biết nên nói thế nào, chỉ cảm thấy hôm qua việc ông ta đi cùng chúng ta không phải chỉ để lấy nước. Lão Yên đành đồng ý, dù sao ở đó cũng không có nguy hiểm gì, đi có thể phát. Hiện ra cái gì là tốt nhất, nếu như không tìm được thì cũng có thể mang ít nước về. Nhưng điều tôi không ngờ chính là sau khi tôi đi đến nơi của ngày hôm qua thì thi thể của ba con Xích Mao kia đã biến mất, thậm chí không để lại một chút máu thịt nào. Nếu không có cát vàng bị nhuộm đỏ nói cho tôi biết nơi đó không sai, tôi thật muốn hoài nghi ánh mắt của mình. Chẳng lẽ xung quanh đây còn có những dã thú khác? Sau đó tôi bác bỏ ý kiến này. Nếu thi thể của Xích Mao bị dã thú ăn thịt thì không có khả năng một chút vết tích cũng không để lại. Ủa? Tôi nhìn chằm chằm vào bãi cát vàng một lúc lâu, sau đó đột nhiên nhìn thấy một vật nhỏ màu đen to bằng móng tay trông giống như phân và nước tiểu của động. Tôi ngồi xổm người xuống nhặt thứ này lên, nhìn hồi lâu cũng không biết là gì, cho nên chỉ tùy tiện nhìn một chút rồi bỏ vào túi, định sau khi quay về sẽ hỏi Lão Yên. Sau đó tôi đổ đầy nước và quay trở lại lều. Chỉ là bầu không khí ở trong lều có chút kỳ lạ, rắn độc đang canh giữ manh hiệp ở bên người. Nhưng anh ta lại lộ ra vẻ mặt cảnh giác mà nhìn về phía Lão Yên, còn vẻ mặt của Lão Yên thì lộ vẻ tàn nhẫn đang cầm dao găm nhìn chằm chằm vào rắn độc. Hai người đang làm gì vậy? Tôi đặt bình nước xuống đất, đồng thời kinh ngạc hỏi. Rắn độc hất cằm về phía Lão Yên, chuyện này cậu phải hỏi ông ấy, manh hiệp và tôi đang yên đang lành, ông ấy lại đột nhiên nhào tới muốn lấy mạng của manh hiệp. Tôi không dám tin mà liếc mắt nhìn qua Lão Yên, sau đó hỏi ông ấy vì sao phải làm như thế, nhưng đối phương lại làm như không nghe thấy. Chỉ nhìn chằm chằm vào rắn độc, bộ dạng đó như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đi lên bổ xuống một sao vậy. Chính vì thế, tôi không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Dư Thành Trạch đang ở một bên xem kịch, sau đó hỏi Dư Thành Trạch có biết chuyện gì xảy ra không. Sợ chứ sao? Lúc đầu tôi còn tưởng Dư Thành Trạch sẽ không trả lời, không ngờ ông ta lại lên tiếng, nhưng câu trả lời này càng khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Sợ? Ai sợ? Sợ cái gì? Nhưng lần này ông ta không có trả lời tôi, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy mình không hỏi được gì từ chỗ của ông ta, nên tôi đã bước hai bước về phía Lão Yên, nhưng ai có thể ngờ bản thân vừa di chuyển thì Lão Yên đã chĩa dao găm về phía tôi, đừng tới đây. Lão Yên, rốt cuộc thì ông bị làm sao vậy? Tôi hét lên. Lão Yên không đáp, nhưng ánh mắt vẫn hung ác như cũ, con dao găm ở trong tay tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, khiến tôi không hề nghi ngờ nếu đi qua đó, đối phương nhất định sẽ khiến tôi lạnh thấu tim. Tôi ấn tay nói, được, được, tôi không đi qua. Sau đó tôi lại ngồi xuống bên cạnh rắn độc và hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra sáng nay rắn độc đang tự mình đổi thuốc cho manh hiệp thì Lão Yên bất ngờ lao tới. Suýt chút nữa đã dùng dao găm đâm vào ngực của manh hiệp, may mà rắn độc kịp thời ngăn lại. Nếu không lúc này thân thể của manh hiệp đã lạnh, ngắt rồi. Sau khi bị tôi ngăn lại, ông ấy liền nép vào một góc và cứ giữ dáng vẻ như thế. Tôi sợ ông ấy lại lên cơn nên đành phải nhìn chằm chằm ông ấy. Rắn độc có chút bất đắc dĩ nói. Tôi nhìn về phía Lão Yên, trong lúc nhất thời không biết ông ấy bị làm sao, cũng không dám mạo muội đến quấy rầy ông ấy. Đôi bên cứ giằng co như vậy cho đến giữa trưa, nhưng ngay cả lúc ăn cơm mà Lão Yên cũng không chịu bỏ con dao găm ở trên tay xuống. Cũng may là ông ấy không xuất hiện tình huống chủ động tấn công, cho nên chúng tôi cũng dứt khoát không để ý đến ông ấy nữa. Bởi vì tình huống của Lão Yên nên chúng tôi chỉ có thể rúc vào trong lều, nhưng không được bao lâu thì Dư Thành Trạch lại ra ngoài lần nữa. Mặc dù tôi muốn đi theo ông ta, nhưng rắn độc đã ngăn tôi lại, cậu vẫn nên ở lại đi, tôi sợ lúc ông ấy lại phát điên thì bản thân ngăn không được. Nếu đổi lại là trước đây thì rắn độc sẽ không bao giờ nói ra những lời này, nhưng sau khi nhiều lần bị giày vò ở trong vùng đất chết. Hơn nữa bản thân còn phải dành quá nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc cho manh hiệp, khiến tình trạng của anh ta đã tồi tệ hơn rất nhiều, vì vậy tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại.
Anh nói xem lúc này Dư Thành Trạch ra ngoài là để làm gì? Vừa nghĩ tới thi thể Xích Mao biến mất không thể giải thích được đã khiến tôi cảm thấy hơi bất an và luôn cảm thấy những chuyện này không thể thoát khỏi quan hệ với Dư Thành Trạch. Rắn độc lắc đầu, tôi không biết, tôi cũng không quan tâm ông ta đang làm gì. Điều quan trọng là chúng ta phải cứu cái mạng nhỏ của mình trước. Tôi liếc nhìn rắn độc một cái và hiểu được tâm tình mâu thuẫn của anh ta đối với nhiệm vụ lần này đã đạt đến đỉnh điểm sau khi đội trưởng Trần xảy ra chuyện. Nhưng tôi không khuyên giải, dù sao chúng tôi cũng không nhất định có thể còn sống, mà cho dù còn sống thì rắn độc cũng sẽ không gia nhập bộ phận thần bí đó. Thời gian Dư Thành Trạch đi ra ngoài rất lâu, cho tới khi chạng vạng tối thì mới thấy ông ta từ bên ngoài trở về. Sau khi bước vào lều, ánh mắt của ông ta dường như đã liếc nhìn tôi. Nhưng sau khi tôi nhìn qua thì ông ta lại bày ra bộ mặt vô cảm, khiến tôi tự hỏi liệu cảm giác của mình có phải là sai rồi không. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Bảo tàng Sơn Hải của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.